Rất vui khi anh em đã quay trở lại với K9 ngày hôm nay. Vivu xuống cấp thấp chơi với mình một chút nhé. Đồng thời thì cũng muốn nói với anh em một cái vấn đề này, cái cảm nhận thôi, cái suy nghĩ riêng của mình, hoặc chính anh em cũng nhìn thấy bản thân trong đấy. Được rồi, trước mặt anh em là chiếc Banzer T25. Mình sẽ review nhanh chiếc xe tăng này một chút thôi ở ngay đoạn đầu video. Đây là xe tăng vàng bán trong sơ đồ công nghệ của Đức với giá 1.500, và nó là tăng hạng trung cấp 5. Chiếc xe tăng này có gì ạ? Số máu nhiều, 800 máu là cái số máu nhiều nhất ở tăng hạng trung cấp 5. Nhiều chiếc xe tăng khác cũng có. Tiếp theo, chiếc xe tăng này có tốc độ tối đa cao nhất tăng hạng trung cấp 5, 60 km/h. Khẩu pháo thì anh em cứ coi như giống khẩu pháo của chiếc Skoda C24 nhá. Hello Lắc, hai bạn chơi với nhau vui không? Mình xin phép. Uầy, mấy ông Đức nói nhiều thế nhở. Thôi được rồi, quay trở lại với chiếc Banzer T25. Thì thực tế chiếc xe tăng này nó cũng là của công ty Skoda thôi, và nó khá là giống với chiếc Skoda T25 cấp 6, và cũng có một chút giống chiếc Skoda T24. Chơi thì nó cũng thuần tăng hạng trung, cũng kiểu bán máu lấy thiệt hại hoặc di chuyển các góc thay đổi vị trí. Chiếc T25 này chơi kiểu gì cũng được anh em nhé, mỗi khoảng là không có băng đạn thôi, rất là đáng tiếc. Chắc nhiều anh em cũng chẳng quan tâm đến chiếc xe tăng này, hoặc anh em cũng chẳng mua bao giờ, không muốn lãng phí 1.500 vàng đúng không? Mình thì không hiểu tại sao ai sai khiến mình, xui khiến mình bỏ ra 1.500 vàng và mua chiếc Banzer T25. Và bây giờ mình đang bắn cho anh em bản đồ Pearl River, trận đấu ở vòng cấp 4. Một cái trận đấu khá là phổ biến ở cấp 4, cấp 5 rồi, nên mình không có nói gì nhiều. Thế cái vấn đề hiện tại đang xảy ra ở đây là gì? Mình đang đấu lại đa phần là người tân binh. Anh em nhìn đối thủ của mình cung cấp B43 có 600 máu thôi, anh ta chưa mắc đồ. Khẩu pháo stock, tháp pháo stock. Tiếp theo, chiếc M8A1 cũng chỉ có 400 máu thôi, chắc là mắc rồi đấy, nhưng anh ta là cấp 4. Anh em hiểu điều đấy là gì không? Chắc chắn là mình sẽ tiêu diệt anh ta chỉ sau khoảng 4 phát đạn, và mình cũng không lãng phí quá nhiều máu. Thời gian nạp đạn của mình cũng gọi là nhanh. Đồ chơi mình mang là thông nóng, quạt và một chút kính, thì cũng được cái là lên được khoảng 3 giây cho một viên. Thì anh em biết đấy, sát thương trung bình 110. Những kẻ địch ở cấp 4, cấp 3, mình không biết là bây giờ cấp 3 có gặp cấp 5 nữa không, nhưng mà cứ cấp 4 như thế này dù tăng máu rồi. Anh em thấy này, Martinda này, sát thương nghiêm trọng, phá hủy động cơ của anh ta. Thêm một lần nữa, sát thương nghiêm trọng, phá hủy động cơ, sát thương nghiêm trọng và sát thương nghiêm trọng. Bye bye Martinda. Chỉ sau 5 viên đạn thôi, Martinda không nhìn thấy mình luôn ạ. Bởi vì mình đang mang kính, mình mang đồ ăn, mình mang đồ lớn, kíp lái của mình khá là tốt. Và cái điều này nó xảy ra ở những người chơi nào? Một là người chơi tốt, hai là người nhà giàu, có điều kiện, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ các thứ tài nguyên ra để có thể khiến một chiếc xe tăng của chúng ta nó khỏe hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó lợi thế hơn. Đây, cộng vào những cái đấy thôi, cả kể cùng cấp đi nữa hay hơn cấp thì chúng ta đều có lợi thế trước những người chơi khác. Và đặc biệt hơn, như mình đã nói, đa phần người chơi ở cấp dưới là tân binh. Và bây giờ lại đến chiếc K1. Thêm phát đạn nữa nào. Rồi, anh ta đã bay. T6 Medium, dừng lại bắn anh ta nào. Trượt anh em ạ, đạn lệch sang phải một chút. Bắn lại. Yeah, hưởng luôn 500 thiệt hại hỗ trợ từ việc soi. Chiếc T25 của mình chỉ có 320m tầm nhìn thôi, mù cực kỳ mù luôn. Như anh em nhìn lên trên cái bản đồ Minicon cho mình, Minimap, mình xin lỗi, vòng tròn của mình gần chạm tới Bắc. Bởi vì mình mang đồ rất là tốt. Nhưng mà mình hỏi anh em, những người tân binh, những người mới chơi game này, lấy đâu ra nhiều tài nguyên để có thể khiến cho một chiếc xe tăng của họ tốt hơn? Thôi, cái đấy tự anh em suy nghĩ nhá, tự anh em suy nghĩ. Bởi vì chúng ta có thể bỏ tiền, bỏ thời gian ra cày, tùy anh em. Đến cái ý chính mà mình đang muốn nói ở cái video này, tình trạng hành gà. Như mình đây thì dạo này khi mà mình bắt đầu làm kênh cũng như làm video thì mình cũng hạn chế chơi phòng cấp tốc rồi. Trước khi mà làm video làm kênh ấy, mình thực sự là chơi phòng cấp tốc rất là nhiều đấy.
thì việc mà người chơi tốt họ không còn hứng thú với phòng cấp 8, 9, 10 hoặc là họ đã cảm thấy quá mệt mỏi trên đấy rồi, kiểu quá là khó khăn để cân team, rồi thì tình trạng ghép đội nó không hay, tỷ số 15-0, thế là họ muốn trải nghiệm cái cảm giác chiến thắng, một cái cảm giác chà đạp lên những người chơi khác. Chà đạp ở đây không phải là địa vị xã hội nhá, mà là chà đạp ở đây là bán hành này. Đấy, anh em thấy không? Nhìn chiếc Stalker này, mình đang cố gắng chơi slap shot với anh ta, cố gắng dụ cho anh ta bắn trượt và mình sẽ bắn. Đó, tiêu diệt anh ta luôn, 6 mạng. Và bây giờ Stalker không được, không trúng rồi. Một chút nữa thôi, anh ta đi ra là mình có thể ăn được 7 mạng anh em nhé. Cơ hội Sanh Tâm, 7 mạng anh em ạ. Và đó, 15-5, tỷ số 15-5, ăn được 7 mạng, gần 3.000 sát thương ở phòng cấp 4. Trước khi tiếp tục thì mình muốn nói rằng video không hề gây chiến, mình tôn trọng hết tất cả những anh em chơi tốt, trung bình hoặc là tân binh mới chơi hoặc chỉ là mới tải game thôi. Bởi vì chính bản thân mình cũng là một người chơi cái game này cũng khá là lâu năm rồi, và mình muốn nói lên cái tình trạng, cái vấn đề mà nó đang xảy ra ở phòng cấp thấp, và hy vọng anh em sẽ tôn trọng lẫn nhau khi bình luận cả kể mình lẫn anh em khác nhé. Tiếp tục video nào. Nhiều anh em sẽ hỏi rằng tại sao ông làm video này. Bởi vì cách đây không lâu mình chơi xe tăng cấp 7, mình gặp xe tăng cấp 5 anh em ạ. Đúng là hồi xưa những cái vấn đề này, những cái tình trạng này nó diễn ra thường xuyên, nó chẳng là gì cả, nhưng khi mà những chiếc xe tăng đã được cải thiện về hiệu suất chiến đấu rồi thì cấp 7 thực sự không còn phù hợp để chơi với cấp 5 đâu. Nó chỉ cần khoảng 2-3 phát đạn hoặc là chỉ một băng đạn thôi là xe tăng cấp 5 sẽ bay màu. Chưa kể cái vấn đề chính là tầm nhìn nữa. Mình nói rồi, tầm nhìn ở cấp thấp rất quan trọng. Ai có tầm nhìn sẽ có lợi thế để chơi nhiều chiến thuật hơn. Và anh em biết cấp 5 thì lấy đâu ra nhiều chiếc xe tăng có tầm nhìn, hay là bắt level đi soi 390m tầm nhìn, đúng không? Thôi được rồi, quay trở lại cái vấn đề tân binh bị bán hành mà mình nói ở phần đầu video. Thì nếu như tình trạng ấy xảy ra, tân binh sẽ có hai sự lựa chọn như sau. Một, họ cảm thấy chán nản, họ bỏ game luôn. Hai là họ sẽ tiếp tục chầy cối chơi tiếp. Thì anh em biết đấy, sau 30 giây đến 1 phút họ bay màu, họ sẽ không kiếm được nhiều tài nguyên, họ sẽ không nâng cấp được nhanh, họ cũng bắt đầu cảm thấy chán nản. Nhưng nếu như họ trụ lại, họ có điều kiện, họ sẽ bỏ tiền ra để mua xe tăng vàng anh em ạ. Hoặc sử dụng những chiếc xe tăng vàng đấy cày ra kinh nghiệm và đổi sang kinh nghiệm tự do lên xe tăng, hoặc là mua bản vẽ. Thực ra mua bản vẽ nó hơi chịu tượng một chút, chỉ là chúng ta bỏ tiền ra để mua Battle Pass ấy, kiểu như vậy anh em ạ. Thì đấy, đấy sẽ là điều tốt hay sẽ là điều không tốt? Theo mình, đó là điều không tốt. Đúng vậy anh em ạ. Những người chơi tân binh, họ chưa hiểu nhiều gameplay, họ chưa hiểu nhiều về cơ chế game, chiến thuật, phối hợp đồng đội ra sao mà lên thẳng cấp cao để chơi. Cấp 7 đổ xuống, xe tăng vàng thì mình không nói gì đâu, nó cũng coi như là những cái cấp cơ bản ban đầu của cái game này, nó cũng chưa có nhiều sự ảnh hưởng. Nhưng nếu anh em mà nhìn thấy những người tân binh chơi cấp 8, 9, 10, anh em có chịu được không? Chắc chắn là không, cả kiểu bản thân mình. Bởi vì cấp 8, 9, 10 là một trong những cái chiến trường ác liệt nhất cái game này. Khi mà có nhiều chiếc xe tăng đã hoàn thiện được cái hỏa lực rồi, hoàn thiện về bộ giáp, hoàn thiện về những cái thông số nó đỉnh, nó thực sự ấy, thực sự là khỏe luôn ấy. Thì đấy, nếu như mà tân binh mà chơi những chiếc xe tăng như vậy thì chẳng khác nào, một là làm bia đỡ đạn cho đồng đội, hai là người chơi tốt tin tưởng họ, cứ nghĩ rằng họ không phải tân binh. Họ đến một cái vị trí tưởng rằng họ sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình là sửa đỡ tăng hạng nặng, họ sẽ chấn giữ được cái vị trí đấy tốt để câu thời gian cho bên kia. Nhưng không, họ chạy ra, họ thò cả cái thân xe ra, họ bay màu luôn, bị kẻ địch chặt xích đến bay màu cũng trong khoảng 1 phút đó. Rồi thì họ không hiểu chiến thuật, họ không giúp đỡ đồng đội, họ không phối hợp với nhau để mang về chiến thắng, họ cứ đi lẻ, họ thích chơi gì thì chơi. Thì đấy, anh em cảm thấy cũng ức chế không? Đó, cho nên mình đang rất là muốn Warming có một cái hệ thống nào khác cho tân binh, hoặc là một cái kịch bản thử trắc địa. Chút nữa đến cuối video mình sẽ nói. Quay trở lại với trận đấu nào. Thêm một hiệp vị, xả đạn với anh ta thôi. À đây, lại cái tình trạng đạn vàng nữa anh em ạ. Mình thì không muốn nói nhiều về cái đạn vàng đâu, nó không còn gọi là đạn vàng nữa, mà chúng ta vẫn có thể mua bằng bạc. Tuy nhiên mỗi lần chúng ta bắn ra thì nó sẽ hiện màu vàng lên cái panel ấy, cái hitbox. Thì với việc mà mình sử dụng đạn vàng như thế này
những chiếc xe tăng ở cấp cao, cả thể là cấp 6 đi nữa, thì cũng sẽ bay màu khá là nhanh, trừ khi họ biết ẩn nấp hoặc là trốn tránh một chút. Đây, hai tàu hạng nặng bên địch này, họ còn không thèm ẩn nấp. Như trước chiếc chiêu 1 thì anh ta còn biết rút lui vào các vị trí khác, nhưng mà hai kẻ địch vừa rồi, mình đảm bảo 60-70% họ là tân binh. Họ đi lùi, họ không hề che chắn gì cả, bay màu sau một nốt nhạc. Đó, tân binh đây anh em ạ, tân binh đây. Anh em nghĩ sao? Bán hành thì vui, chiến thắng thì cũng vui, nhưng mà nếu như mà chúng ta khiến cho những người tân binh mà không chơi được game ấy, thì chúng ta sẽ mất đi một lượng người chơi lớn đấy. Cho nên cái tình trạng mà bị ghép trận cấp cao như thế, cấp 5 gặp cấp 7 ấy, là một điều không thể chấp nhận được anh em ạ. Mình biết là quân Minh không loại bỏ đi cái MM cộng 2 của xe tăng cấp 5, nhưng mà ở máy chủ châu Á cũng đã cải thiện được cái hệ thống xếp trận matchmaking rồi, là đa phần xe tăng cấp thấp sẽ là MM cộng 1 trước, chỉ có những chiếc xe tăng cấp cao như là 8, 9, 10 thì may ra sẽ là MM cộng 2. 9 với 10 thì không có MM cộng 2 rồi, nhưng mà mình đang nói xe tăng cấp 8 ấy, nó vẫn giữ nguyên cái MM cộng 2 nhưng mà vẫn ưu tiên xếp MM cộng 4 trước. Người đến đây, thêm một phát đạn nữa nào, được không? Rồi, gần 3.000 sát thương nữa. Và đó là chiếc Panzer T25 Vergara, và chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Trước khi tổng kết thì mình sẽ cho anh em xem cái thành tích mà mình chơi ở hai trận đấu trên chiếc Panzer T25. Trận đấu ở bản đồ Pearl River phòng cấp 4, 1.713 kinh nghiệm gốc, và số sát thương của mình gấp đôi người đứng thứ hai. Mình biết đây là game đồng đội, một mình không thể nào cân được với 15 người còn lại, nhưng mình đã làm có thể lên tới 30% cái nhiệm vụ trong cái trận đấu này rồi. Đó, thì anh em biết đấy, chúng ta là người chơi tốt mà xuống phòng cấp thấp chơi như thế này thì việc chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng hoặc chúng ta bán hành cho kẻ địch nó khá là dễ thôi, bởi vì đa phần là người chơi tân binh mà anh em. Rồi, trận đấu Empire Border thì mình cũng bắn được khoảng 3.000 sát thương và kinh nghiệm gốc của mình khoảng 1.400-1.500 gì đấy. Rồi, cái vấn đề tiếp theo mà mình đang muốn nói với anh em đó chính là hy vọng của mình phải cho một cái hệ thống tân binh mới cho người chơi mới chơi game. Đó, tại sao mình lại nói như thế? Hiện tại thì chúng ta vừa được cập nhật cái học viện tân binh. Ở đây thì tài khoản chính của mình không có, nhưng nếu anh em nào mà mới chơi, mới lập tài khoản sẽ hiện ra ngay, nó sẽ hướng dẫn cho anh em kha khá những cái nhiệm vụ, những cái cách mà chúng ta có thể cải thiện dần cái kỹ năng của chúng ta cho đến cuối cùng. Tuy nhiên, vậy vẫn chưa đủ, bởi vì đa phần nó bắt buộc chúng ta phải tham chiến anh em ạ. Đúng vậy, nó bắt buộc chúng ta phải tham chiến, và việc ghép ngẫu nhiên cao nhất là 29 người còn lại, thì anh em biết đấy, cái tỷ lệ mà có người chơi tốt người ta sẽ vào cái phòng đấy cũng có nhiều. Ừ, thì cái người chơi tốt đấy ở đội chúng ta thì chắc là sẽ dễ thở, nhưng họ ở bên kia thì thôi anh em xác định là sẽ chuẩn bị về gara sau một vài phút và cũng chẳng bắn được gì nhiều, bởi vì họ sẽ cân hết tất cả cái số sát thương mà gây ra ở bên đấy. Được rồi, tiếp theo nữa là tại sao Warming nên chia một chút nhá, nên chia một chút về cái vấn đề là cho cái chỉ số cá nhân. Mình biết là tình trạng mua bán tài khoản nó diễn ra khá là nhiều, nhưng mà mình sẽ loại bỏ đi cái vấn đề đấy. Nên xếp chia cái chỉ số cá nhân hay cái hiệu suất chiến đấu ở một khoảng thời gian ngắn mà họ đang làm ở cái tạo trung đội này. Tại sao mình nói như vậy? Cái chỉ số cá nhân khi tạo trung đội này chính là cái hệ số hoặc là cái con số trong một tháng thì phải, nếu mình nhớ không nhầm như thế. Thì trong một tháng người tân binh đấy người ta chơi được bao nhiêu thì nên xếp nhá, nên xếp với những người chơi cũng cùng cái chỉ số này. Nó khá là giống với lại cái tìm nhá, tìm người chơi ở đây này. Đây, tìm người chơi, họ sẽ tìm theo cái khớp với tiêu chí của bạn. Đó, họ sẽ cố gắng tìm cho chúng ta giống với cái chỉ số này. Thì tại sao của mình không áp dụng vào xe tăng cấp thấp từ cấp 6 đổ xuống chẳng hạn. Hãy cố gắng xếp 29 người với mình ấy, là phải có chỉ số cá nhân nó gần như thế này. Thì đó là điều mà mình đang rất là muốn. Nhưng mà cái trung đội 2.0 này thì bị bỏ ngỏ rất là nhiều, chẳng tìm được ai cùng với chỉ số cả, bởi vì họ sẽ có những người bạn như này rồi. Đấy. Vấn đề tiếp theo, chẳng ai cấm người chơi tốt xuống phòng cấp thấp để chơi cả, chẳng có luật nào cả đúng không? Mình cũng hoan nghênh người chơi tốt xuống phòng cấp thấp chơi, nhưng với một chút tiêu chí là hãy đi cùng, đi chung đội với những người chơi mới khác hoặc là những người chơi kém khác. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, trò chuyện đó, để có thể cải thiện cái gameplay, cải thiện cái kỹ năng cá nhân của mỗi người, nó sẽ chơi rất là tốt. Và thêm một điều nữa, mình hy vọng Warming cải thiện lại cái chắc địa này.
tại sao cái trắc địa này thực sự chỉ là một nơi chúng ta kiếm tài nguyên chứ không phải là một nơi để chúng ta luyện bắn, luyện những cái kỹ năng, luyện những cái kinh nghiệm chiến đấu nhá, không phải là kinh nghiệm mà lên xe đâu. Đó. Họ phải cho chúng ta một cái kịch bản là 15 người đấu 15 người, hoặc một cái kịch bản nhỏ đó chỉ 5 phút thôi, ở một cái trường hợp nào đó đồng đội là bot đi, tính cả bot luôn nhá. Hoặc là cái trắc địa này hãy cùng những người chơi khác, cùng những người chơi khác đấu lại những con bot để có thể cải thiện cái kỹ năng chơi ở những cái bản đồ như thế này. Nhiều kịch bản hơn một chút, chứ không chỉ có kịch bản của tăng giáp dày rồi thì tăng cơ động. Trời ạ, nhiều người chơi muốn trải nghiệm nhiều loại xe tăng khác nhau. Mình biết là tăng hạng nặng và tăng hạng trung là hai cái loại xe người chơi mới nên sử dụng, đúng không? Nên sử dụng bởi vì chúng nó có rất là nhiều thông số, nó phù hợp với những người chơi mới và anh em sẽ dễ dàng làm quen. Nhưng vào đây chỉ đi theo cái chỉ dẫn này và bắn những con bot đứng yên ư? Thế đồng đội đâu? Không hề có đồng đội chúng ta đi cùng. Tại sao Gaming không thả một vài con bot đồng đội để chúng ta phối hợp với họ? Hay những con bot trong này nó đần quá, nó chỉ biết am bot thôi, nó không biết di chuyển. Anh em ạ, những cái con bot trong trắc địa nó chỉ đứng yên ở vị trí đấy và ngắm bắn chúng ta thôi. Thế vậy thì trong những cái trường hợp là chúng ta đánh ở trận đánh ngẫu nhiên, mấy con bot đấy nó có dừng lại như thế không? À mình xin lỗi, những người chơi khác có dừng lại như thế không? Hay anh em sẽ lại chuẩn bị gặp những con bot ở phòng cấp thấp, như là phòng cấp 5 đổ xuống. Ở máy chủ Hồng Kông bây giờ thì có bot rồi, hồi xưa chỉ máy chủ ăn rát, có nghĩa máy chủ Úc chơi ấy, chỉ có máy chủ Úc là có bot thôi. Nhưng mà bây giờ thì máy chủ Hồng Kông cũng đã có bot rồi. Do ít người chơi quá mà anh em, cho nên Gaming cũng bắt đầu thả bot. Thì chúng nó còn biết di chuyển, chúng nó còn biết chạy trốn, nhưng chúng nó vẫn đần lắm anh em ạ. Am bot là giỏi thôi. Thì tại sao không mở thêm một cái chế độ mới cũng giống như trắc địa này, nhưng là 15 người chơi tân binh đấu với 15 người là bot. À đâu, phải là đấu 15 bot, đúng không? Anh em hiểu ý mình đang nói gì không? Để những người tân binh có thể phối hợp với nhau, hoặc là có những cái chỉ dẫn cùng những người đấy, đúng không? Vậy nó hay hơn, đúng không? Chứ mình nghĩ rằng cái tình trạng mà người chơi tốt xuống bán hành cho tân binh và tân binh bỏ game như thế này khiến cho việc cấp thấp tìm trận rất là lâu. Đó. Mình biết là những người chơi tốt xuống tìm trận lâu thì họ cũng cảm thấy nản và họ lại quay lại phòng cấp cao thôi. Nhưng mà đó là suy nghĩ cá nhân của mình. Và đấy, mình mà chơi phòng cấp thấp thì anh em xem video đấy, nhiều anh em cũng kêu mình dấm Âu rồi thì ông bán hành các kiểu thế này thì người ta bỏ game hết à. Thì mình cũng đã hạn chế cái việc là mình xuống chơi phòng cấp thấp rồi. Nhưng mà chia sẻ thật sự thì những cái cấp nó bắt đầu như thế này, người chơi tân binh làm quen thì nó cũng ổn. Nhưng mà gặp phải những người chơi nó không hay thì thì chơi cấp thấp bắt đầu như thế này luyện tí nó cũng không sao. Nhưng mà gặp phải một ông bắn từ xa rồi thì chúng ta lộ đèn mà không nhìn thấy họ đâu thì cũng chịu, đúng không? Chạy trốn không kịp, họ xả đạn chặt xích các kiểu, xong bay màu luôn, chán nản bỏ game. Đó, tình trạng của game anh em ạ. Đây là tình trạng của game ở phòng cấp thấp. Kênh của mình thì không biết có bao nhiêu anh em là người tân binh hoặc bao nhiêu anh em đã chơi lâu rồi. Nhưng nếu như mà những anh em tân binh xem được cái video này thì hy vọng anh em sẽ hiểu, và những anh em mà đã chơi lâu năm, chơi tốt rồi cũng sẽ có một phần nào vào góp ý cho bản thân mình hoặc những anh em khác nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.